Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sự hữu danh báo sạch, buộc tội không ra, báo công rất rõ. Khi còn làm báo, dù là báo nhà nước hay báo tự do, báo sạch, Trương Châu Hữu Danh luôn tạo bất ngờ với những phát hiện tiêu cực chấn động và cung cấp tác nghiệp sáng tạo. Hữu Danh đã phát hiện ra siêu xe sang bảng xanh ở Hậu Giang rồi lần mò ra Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển ở ngoài luồng, góp cho lò cụ tổng, tức là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, thanh củi to rơi rói. Đột phá góp củi cho lò. Chuyện công an Bình Chánh khởi tố chủ quán Xin Chào được Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá là một nhỏ như bóng tay. Nhưng Hữu Danh đã đeo đẳng điều tra mở rộng đến toàn khoác, làm cả ban bệ lãnh đạo công an và viện kiểm sát huyện Bình Chánh phải bị kỷ luật. Danh đã phát hiện và ghi hình ảnh cận cảnh toàn cảnh biệt phủ đổ sộ toàn gỗ quý của con gái đại tá Trần Kỳ Rơi và hàng tá quan chức ở Tây Nguyên. Đây là hình ảnh biệt phủ đồ sộ toàn gỗ quý cùng cơ ngơi ngàn tỷ của nữ thượng úy công an Đắk Lắk, con gái đại tá Trần Kỳ Rơi. Vụ việc do nhà báo Trương Châu Hữu Danh phát hiện và đưa ra công luận. Nghệ thuật phát hành trực tiếp thì Phương Hằng phải tôn Hữu Danh làm sư phụ. Phương Hằng ngồi phòng máy lạnh, chu chéo cáo buộc người khác bằng nước bọt. Còn Hữu Danh thì xông pha chạm mặt với công an, côn đồ, bảo vệ của hàng trăm bốt bẩn khắp Bắc vào Nam. Phát hành trực tiếp sống động với những cái rủi cui, tuyếp sắt đập thẳng vào người, vào xe. Vũ khí của Danh chỉ có mớ tiền lẻ để kéo dài thời gian qua trạm và máy quay phim, điện thoại, vân vân. Lối nói, lối viết tưng tửng, nửa thật, nửa chơi, vừa hài hước, vừa ngạo nghễ của Hữu Danh không né tránh mà xỉa thẳng vào những quan tham cộn cán, đình đám bất kể ở cấp nào. Từ chiến tiến sĩ chân vịt đến giám đốc buôn chổi đót, vân vân, những xứ danh mà Danh đặt cho các quan chức sẽ còn sống mãi với thời gian. Với Trần Văn Nam, cựu bí thư Bình Dương, Hữu Danh đã đeo đẳng điều tra về những tiêu cực trong các dự án đất đai của tỉnh, đến việc lấn chiếm đất ven sông, xây biệt phủ hoành tráng. Nếu cụ tổng ghi nhận thông tin của Hữu Danh, thì đâu đến nỗi một tân ủy viên Ban chấp hành Trung ương, tân bí thư tỉnh ủy phải thành củi vào lò. Rồi cảnh thầy chùa ăn, thầy pháp phải đi tù. Trong phiên tòa xét xử Hữu Danh và nhóm báo sạch 3 ngày vừa qua tại tòa án Thới Lai, thành phố Cần Thơ, báo chí chỉ trích đoạn truyền hình ngắn và tường thuật bằng chữ như một lần nữa, làm người đọc ngạc nhiên về các cáo buộc mơ hồ của viện kiểm sát, của tòa án và thán phục về cách hành xử khẩu khí của Hữu Danh. So với những bị cáo là quan chức cấp cao, vời vợi, từng xịt ra khói, nói ra lửa, khi ra tòa nhũn như chi chi, người thì báo bệnh, kẻ xin xỏ kêu oan, thì đáng đứng thẳng ngẩng cao đầu nói chuyện khoan thai đĩnh đạc của Hữu Danh làm người xem càng choáng ngợp. Hình ảnh và vài clip ngắn trích đoạn cho thấy Hữu Danh có cầm giấy, có lẽ cũng là để chuẩn bị dàn ý cho các câu trình bày của mình, nhưng khi nói, bị cáo ngẩng đầu nhìn thẳng về phía hội đồng chứ không ngầm đầu vào trang giấy đánh vần từng chữ như các vị lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước quốc dân. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh phát biểu trước tòa. Các bản tin dập khuôn của báo chí lề phải như một bản thống kê những việc Hữu Danh hay bất cứ một nhà báo nào đều phải làm mà không thấy nêu ra được sai phạm nào mang tính hình sự. Cáo buộc của tòa lại nhắm vào hành động của người đọc bình luận bài viết của Hữu Danh là hội đồng xét xử đánh giá tội của Hữu Danh như sau. Bị cáo dù không sử dụng hình ảnh, câu chữ nhưng qua những nội dung mà bị cáo đề cập, bị cáo muốn dư luận tin vào những nội dung mà bị cáo nêu trong những bài viết đó là đúng, nên nhiều người đã vào bình luận bày tỏ cảm xúc, chia sẻ. Đa số bình luận là công kích, chửi bới, sử dụng ngôn từ khó nghe đối với tổ chức đảng, nhà nước. Từ đó, bị cáo thể hiện ý đồ, mục đích, tuyên truyền, xúi giục, lôi kéo các đối tượng xấu tham gia bình luận, chống phá đường lối chủ trương của đảng và nhà nước. Hành vi của bị cáo đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo của đảng, nhà nước, chính quyền ở địa phương, gây hoang mang, tạo sự bất ổn định trong xã hội. Đọc qua những câu chữ rối rắm, lúng cúng với văn phong, văn phạm, người ta lờ mờ hiểu rằng Hữu Danh không viết sai sự thật, cũng không bôi xấu chế độ hay cá nhân lãnh đạo. Tội ở đây là những ý kiến bàn luận của công chúng về những bài viết ấy. Nguyên tắc chung của luật hình sự trên toàn thế giới là cá thể hóa trách nhiệm, cáo buộc hành vi trực tiếp phạm tội của cá nhân. Ở đây, tòa đã xác định
bị cáo dù không sử dụng hình ảnh, câu chữ, những người bình luận mới công kích, chửi bới, sử dụng ngôn từ khó nghe đối với tổ chức đảng và nhà nước. Và rõ ràng như vậy, lẽ ra phải xử lý những kẻ trực tiếp chửi bới, sử dụng từ khó nghe với lãnh đạo thì mới đúng. Sao không phạt kẻ đốt nhà đi mà lại kết tội người hút gió? Nói theo dân gian, đây là chuyện thầy Pháp ăn trộm mà bắt thầy chùa phải đi tù. Kêu thay cho dân mất đất, rút tiền cho người nghèo, đó cũng là hành động của nhà báo này. Luật sư Phùng Thanh Sơn thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, từng là nhà báo, đã kêu lên trên trang Facebook cá nhân của mình rằng: cuối cùng thì các bài viết mà nhóm báo sạch viết sai ở chỗ nào đây, không đúng sự thật ở chỗ nào đây, chẳng thấy báo nào nói cả. Đây là hình ảnh nhóm báo sạch bao gồm từ trái qua là Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Thành Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Trung Bảo. Đúng là cáo buộc tội quá mơ hồ, ngược lại qua thẩm vấn thì công của Hữu Danh quá rõ. Theo báo chí tường thuật, Hữu Danh thừa nhận bản thân mình thực hiện 36 bài viết là status trên trang Facebook cá nhân liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Thới Lai. Xin nói thêm là dự án này được quy hoạch ở ấp Thường Thới Lai A, nhưng khi thực hiện lại giải tỏa nhầm thêm ấp Thường Thới Lai B, khiến hàng trăm hộ dân uất ức khiếu kiện, có người thì bị bắt giam. Hữu Danh đã thông tin những sai phạm này cũng như thực trạng đau khổ của những người dân vừa bị mất đất, mất nhà và đi tù. Hữu Danh khai rằng mình viết các bài này là do quen biết với Nguyễn Hoàng Trung Kiên, một hộ dân khiếu nại việc thu hồi đất. Bản nhà báo này nói bị cáo viết là do bản thân thấy Trung Kiên oan ức và viết bài trên trang cá nhân không vì mục đích tiền bạc. Kiên có đưa cho bị cáo phong bì nhưng bị cáo không biết thứ gì bên trong và không nhận. Ở một đoạn khác, Hữu Danh khẳng định rằng với Nguyễn Hoàng Trung Kiên ở Thái Lai, bị cáo tuyệt đối không nhận tiền mà còn bỏ tiền túi, vận động cho thêm người này số tiền hơn 53 triệu đồng. Rõ ràng, đối với khu vực đô thị Thới Lai, với nhà nước thì Hữu Danh có công vạch ra được tiêu cực, quan chức làm sai, chiếm đất của dân. Với người dân, Hữu Danh không chỉ là nói thay cho họ, mà còn lấy tiền túi và vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đây không phải là cá biệt mà Hữu Danh đã từng làm với nhiều người. Vụ cụ thể, vụ người kế toán bị tội oan ở Tiền Giang từng thu hút hàng chục luật sư bào chữa. Tiết lộ với Viện Kiểm sát Tối cao các hồ sơ vụ án bị đánh cắp, công hay tội. Một vấn đề khác được nêu ra từ giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử, nhưng nếu để chứ chưa xét tội tại phiên tòa này, là việc của Hữu Danh đã tiết lộ tài liệu mật vụ Hồ Duy Hải. Điều khó hiểu là những tài liệu được gọi là mật hoàn toàn không liên quan đến cấp bí mật quốc gia, mà thuần túy là những tài liệu chứng cứ của vụ án hình sự đã được đưa vào hồ sơ vụ án, được đánh số bút lục. Đó là những tài liệu bắt buộc phải công khai với những người tham gia tố tụng. Thế nhưng, từ phiên tòa giám đốc thẩm trở về trước, đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, luật sư của Viện Kiểm sát, Nhà tòa án Nhân dân Tối cao đều không được biết đến các tài liệu này. Đây là hình ảnh Facebook của Trương Châu Hữu Danh công bố hàng loạt bút lục và bản ảnh điều tra của vụ án Hồ Duy Hải, cùng những phân tích sắc bén cho thấy việc kết tội Hồ Duy Hải có quá nhiều điểm vô lý, thiếu căn cứ. Sau phiên tòa giám đốc thẩm, Hữu Danh đã tung lên mạng biên bản lời khai của cựu thiếu tá công an Đinh Văn Còi, xác nhận người thanh niên trong bưu điện cầu voi không phải là Hồ Duy Hải. Một số biên bản ảnh hiện trường cho thấy cái thớt thật dính máu nằm ngay dưới đầu nạn nhân. Hình ảnh thực hiện nghiệm hiện trường cũng cho thấy Hải dắt dao vào bụng khi gây án, vân vân. Đây là những bằng chứng quan trọng cho thấy Hải ngoại phạm và bị giàn dựng ép cùng. Việc ai đó đóng dấu mật và rút các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Hữu Danh đã cung cấp toàn bộ các tài liệu mật này cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đây là bằng chứng rất quan trọng để các cơ quan trách nhiệm xem xét lại vụ án. Hội đồng xét xử hỏi về nguồn gốc các tài liệu mật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Hữu Danh trả lời tất cả tài liệu có đóng dấu mật, tối mật liên quan vụ án này được người lạ gửi đến tận nhà thông qua bưu điện hoặc qua shipper đưa đến. Hữu Danh cũng thừa nhận viết hơn 200 bài về vụ án Hồ Duy Hải, là bị cáo là người tiếp cận vụ án này ngay từ đầu, do đó bị cáo muốn viết phản biện với mong muốn vụ án này sớm được làm sáng tỏ. Bị cáo không đánh vào nền tư pháp, mà thời gian qua có Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng có kiến nghị về vụ này. Với thực trạng đã nêu, việc Hữu Danh có công hay có tội trong hành vi tiết lộ hồ sơ mật còn phải chờ đến khi
làm sáng tỏ vụ án Hồ Duy Hải. Về hình thức thì hữu danh đã vi phạm, nhưng hồ sơ ấy được xác lập là mật, có đúng cơ sở pháp lý hay không? Đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Nội dung, tính chất của nó có phải là hồ sơ mật hay lại là chuyện khác? Liệu đến lúc nào đó cơ quan chức năng xác định đó không phải là tài liệu mật mà là bằng chứng vô tội của Hồ Duy Hải và cũng là bằng chứng của hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc một tội phạm xâm phạm tư pháp khác? Liệu có lúc nào đó người rút cái tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án và đóng dấu mật có phải ra đứng trước vành móng ngựa hay không? Vì vậy, với tình tiết này, hữu danh vẫn đứng giữa dòng công và tội, chừng như công nhiều hơn tội. Có ý nói xấu vì nghĩ rằng người đó xấu. Điều bất ngờ nhất trong phiên tòa là cách nhận tội hiên ngang khí phách của hữu danh. Hiếm có bị cáo nào thẳng thắn và mạnh mẽ nhận tội theo cung cách của hữu danh. Hữu danh đã nói, có các cơ quan, đơn vị, cá nhân mà bị cáo đã vô tình xâm phạm. Song hữu danh cũng thừa nhận, thực tế có một số trường hợp bị cáo không vô tình, bị cáo nghĩ họ xấu nên xâm phạm. Đây là hình ảnh hữu danh đứng cạnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, khi bà mẹ nghe tin 17 vị thẩm phán tối cao quyết định y án tử hình Hồ Duy Hải. Hữu danh cũng xin lỗi đến bốn người bạn của mình là các bị cáo Nhã, Giang, Bảo, Thắng, tại vì họ chơi với bị cáo nên bây giờ gánh tội giống như bị cáo. Đặc biệt một tờ báo khác còn ghi nhận hữu danh xin lỗi những người dân đã đặt niềm tin quá nhiều vào bị cáo. Đó là lời xin lỗi hào hùng của một người nhiệt huyết dấn thân đấu tranh cho quyền lợi của người dân. Một nguyên tắc thành tuyên ngôn trong mỗi bản án hình sự Việt Nam là nhằm để trừng trị thích đáng những hành vi phạm pháp với cá nhân và đồng thời là biện pháp răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Và qua vụ xét xử này thì rõ ràng người dân thấy rằng đảng ghét, dân thương. Vậy với phiên tòa, với bản án trừng phạt nặng nề người có công mà không có tội như Trương Triều Hữu Danh, nhà nước Việt Nam muốn đưa ra thông điệp gì? Phải chăng là tuyệt đối im lặng, phục tùng, phải câm nín, chịu đựng sự tham nhũng, lộng quyền của các quan chức đấy? Vạch mặt chỉ tên quan chức, cướp đất, bắt dân, phát hiện tố cáo vi phạm, tố tụng, làm sai lệch hồ sơ vụ án thì lại phải đi tù. Điều đặc biệt là nhà nước Cộng sản rất sợ các đoàn thể tổ chức dân sự độc lập nằm ngoài hệ thống chính trị của Đảng. Báo Sạch chỉ có 5 thành viên mà đã làm rung động dư luận nên phải tiêu diệt là tất yếu. Không ghép tội này thì sẽ phải ghép tội khác. Phản ứng của dư luận thì như thế nào? Trên trang Facebook, nhiều đồng nghiệp đã nhắn gửi cho hữu danh và các thành viên Báo Sạch những lời yêu thương, những cơ hẹn hò và chờ đợi. Cựu nhà báo Đoàn Quý Lâm thì viết rằng, ra tù lên núi cuốc đất với tao, hữu danh, Kiên Giang, Thanh Nhã. Thế gian này làm gì có Báo Sạch? Nhà báo Bùi Phụ Tùng từng là sếp của hữu danh ở báo Nông Thôn Ngày Nay thì rủ dê khi ra tù hãy về với anh cùng nhau đi bán báo như xưa. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Trương Hữu Danh trong nhóm đánh bốt bẩn xuyên Việt Nam vào hồi năm 2019. Nhóm này đã từ chối nộp phí bốt và công khai thông tin về hàng loạt trạm bốt dựng trên cướp tiền của nhân dân, trái pháp luật dọc tuyến quốc lộ Bắc Nam. Luật sư Trần Hồng Phong, người đã hỗ trợ pháp lý kêu oan cho Hồ Duy Hải, đã dành lời vàng ghi danh cho Hữu Danh trước khi tòa tuyên án. Ông nói, chiều nay 28 tháng 10 năm 2021, 5 thành viên của nhóm Báo Sạch sẽ bị tuyên án. Báo chí sẽ rầm rộ đồng loạt đưa tin, đó là chuyện của pháp luật. Còn chuyện tình người, Trương Trương Hữu Danh là người anh em mà tôi đã quen biết từ rất lâu và luôn dành cho em tình cảm thương quý. Danh là một người thuần Nam Bộ, phong cách hơi phớt đời, ẩn sau khuôn mặt luôn vui vẻ, mang nét trẻ thơ ngây, là một tấm lòng nhân ái, một tinh thần dũng cảm, khí khái, quân tử. Trong vụ án Hồ Duy Hải, có thể nói Danh là người có công rất lớn. Mọi người vẫy hào vào Facebook của Danh hiện vẫn còn để đọc rất nhiều bài viết để thấy Danh đã bỏ biết bao công sức, chấp nhận rủi ro, mạnh mẽ và kiên định bày tỏ quan điểm kêu oan cho Hồ Duy Hải như thế nào. Danh là người đã đón và dẫn tôi vào lần đầu tiên ghé nhà chị Loan năm 2011. Đặc biệt là đã cung cấp cho tôi nhiều tài liệu về vụ án sau phiên tòa giám đốc thẩm vào tháng 5 năm 2020 mà các luật sư trước đó chưa từng được tiếp cận dù luật không cấm. Danh và nhóm Báo Sạch sẽ bỏ ra rất nhiều công sức, không chút vụ lợi để hàng triệu người quan tâm, biết thêm, biết đồng cảm với hành trình kêu oan cho con của gia đình Hồ Duy Hải. Thật đáng trân trọng, quý trọng. Cũng theo dòng suy nghĩ ấy, Nick Khanh Nguyễn đã chỉ trích sự nghiêm khắc của bản án của tòa như sau.
kết thúc ngày kết án những người viết báo tự do, điều động lại là hình ảnh về một người mẹ quằn quại đến cùn mòn, một người làm báo quyết đeo đuổi nỗi oan khiên suốt 13 năm để tìm sự thật. Xúc phạm lãnh đạo ở cấp cao nào đó có thể phải chịu những án tù dài, nhưng xúc phạm sự thật và trơ cháo với công lý của một quốc gia, dân tộc thì đôi khi lại có thể mặt dày leo cao. Là người Việt Nam phải nhớ. Các bạn vừa nghe những bài bình luận của tác giả Gió Bấc đăng trên blogger RFA với tựa đề Sử hữu danh báo sạch, buộc tội không ra, báo công rất rõ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.